mến chào các bạn. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Ngọc Quách Cho Trà Cuộc Sống Mỹ. Chúc mọi người vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Nước Mỹ có 50 cái tiểu bang. Cho Trà là một cái tiểu bang đứng hàng thứ 9 ở trong 50 tiểu bang của Mỹ, thì cũng là một cái tiểu bang rất là rộng lớn. Các bạn muốn gọi Choi Trà cũng được, mà Chọt Trà cũng được, không có sao hết. Giống như người Việt Nam mình có ba miền Nam Bắc Trung, thì ai muốn gọi kiểu nào cũng được. Gọi sao cũng đúng, Choi Trà, Chọt Trà gì cũng được. Tình hình ở Choi Trà hôm nay thì biểu tình đốt phá, cướp bóc thì cũng giảm nhiều rồi đó các bạn. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến cái Home Depot. Home Depot ở thành phố Powder Springs. Ở đây thì nó bán cây kiểng, các loại phân bón. Bữa nay mình sẽ tới đó, mình đi mua phân về bón cây. Mời cả nhà cùng theo chân mình đến đó xem coi Home Depot bữa nay bán như thế nào sau mùa dịch nha. Đó, ở đây là cái đường bẹo vô cái Home Depot. Mình sẽ chuẩn bị đi kiếm chỗ đậu xe. Đông ha. Bông vừa cạn này cả nhà. Này bông sam. Sam đẹp quá. Sam vàng. Con này gì quên rồi. Này chắc hoa bí quá. bí là bí không biết hoa gì á. Hoa bí. Ở đây cũng hoa bí nữa nè. Hết đường nói hoa bí. Cái nào biết thì nói, cái nào không biết thì bí. Tiểu bang Choi Trà gần 11 triệu dân, có 4 mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông. Ở đây ít khi nào mà có tuyết rơi lắm các bạn. 4-5 năm gì mới có tuyết rơi một lần. Thời tiết ở đây khá là tốt. Mình rất là thích cái tiểu bang này. Màu tím đẹp quá. Người ta có để tên nhưng mà tại mình quên nhìn, mình không biết nó là cái hoa gì. Cả nhà thông cảm nghe. Thấy đẹp thì mình quay thôi. Mà hoa này chắc là nó ngọt dữ lắm hay sao, thấy ong ong nó bu quá trời luôn. Thank you.
nay mình đi vô đây mình chủ yếu là mình đi mua phân với mua một cái bao cây về mình rải lên mấy cái gốc hoa cho ốc sên nó đừng có leo lên. Bữa nay mình không có mua hoa, quay thôi chứ mình không có mua. Hoa cúc đẹp quá. Có con ong nó bù, nó cả nhà thấy không, con ong nó đang hút mật. Hoa đẹp quá.